Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thạo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sầu nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ trở nên trước nhất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc, tôi xin chọn một cái cử chỉ của Chúa Giêsu để làm đề tài suy gẫm hôm nay. Đó là Chúa Giêsu chăm chú nhìn cái anh thanh niên và đem lòng yêu thương. Anh thanh niên giàu có muốn nên trọn lành, muốn đi theo Chúa, nhưng cái điều kiện mà Chúa Giêsu đặt ra làm cho anh ta buồn rầu bỏ đi. Chúa nhìn và Chúa thương anh ta là như thế.
chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện về lời kêu gọi anh thanh niên giàu có. Sau đó đến lời Chúa kêu gọi từng người chúng ta làm môn đệ của Chúa và đi trên con đường trọn lành. Tiếng gọi anh thanh niên giàu có, cái bối cảnh cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và anh thanh niên giàu có được Thánh Marco đặt trong giáo huấn mà Chúa Giêsu giảng dạy về sự giàu có và nghèo khó. Anh thanh niên này mang nặng cái lòng muốn, cái hoài bão muốn mình được nên trọn lành, và tự mình anh ta đến tìm gặp Chúa Giêsu và quỳ gối xuống. Anh ta thành tâm hỏi Chúa Giêsu: lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Ngược lại, Chúa Giêsu nhìn ta, nhìn anh ta. Chúa Giêsu chăm chú nhìn anh ta và đem lòng yêu thương, bởi vì Chúa sẽ biết anh ta sẽ như thế nào. Với người thanh niên trên đây cũng như với tất cả mọi người chúng ta muốn nên trọn lành, và trước hết thì Chúa chỉ cho con đường thông thường để đạt được sự sống đời đời, đó là tuân giữ các giới răn của Chúa. Ở trong bài phúc âm, Chúa Giêsu kê khai ra những gì chúng ta cần phải tuân giữ, gồm trong các giới răn của Chúa, nào là đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Chúa Giêsu đưa ra những cái giới luật này thì người thanh niên giàu có kia đã trả lời: anh ta đã làm những cái điều này ngay từ khi anh ta còn nhỏ, cho nên anh ta có một nền đạo đức tốt lành tự nhiên. Và kế đến, Chúa mời gọi anh ta tiến thêm một bước nữa cao hơn, xem anh ta như thế nào. Anh chỉ còn thiếu một điều, là hãy đi bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng ở trên trời. Rồi hãy đến và theo tôi. Nhưng mà chúng ta thấy trong phúc âm diễn tả, người thanh niên này bỏ đi vì anh ta có quá nhiều của cải. Sau đó Chúa Giêsu bình luận về thái độ này: những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Cho nên cái điều kiện mà Chúa Giêsu đưa ra trước hết là để làm môn đệ của Chúa và để nên trọn lành, đó là giữ các giới răn, sống bác ái, sống khó nghèo. Sống khó nghèo theo ý của Thiên Chúa cũng là cái đề tài mà ở trên núi mình gọi là núi Tám Mối Phúc, Chúa Giêsu cũng đã công bố: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Và hơn nữa, ở những chỗ khác trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng cảnh báo dè dặt về sự giàu có, giống như chúng ta đọc lại cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể về một nhà phú hộ tích trữ nhiều lúa thóc như thế nào, và Thiên Chúa đã nói với anh ta: đồ ngốc, nội trong cái đêm nay thôi, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Cho nên chúng ta sử dụng tất cả những của cải đời này để làm gì? Thưa, để sống bác ái. Qua đó
chúng ta mua nước Thiên Chúa. Ở đây trong phúc âm, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy anh thanh niên giàu có đã bỏ lỡ một cơ hội để dấn thân làm môn đệ của Chúa và để nên trọn lành. Bây giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta có khá hơn cái anh thanh niên trong phúc âm này hay không? Chúa kêu gọi chúng ta để chúng ta làm môn đệ của Chúa và nên trọn lành, nên thánh. Chúng ta trả lời như thế nào? Người thanh niên giàu có đại diện cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng có nhiều cái tình huống giống như cái người thanh niên giàu có này. Có lúc chúng ta thịnh vượng giàu có, nhưng cũng có lúc chúng ta đau buồn, nghèo khó. Đó là khi chúng ta mất mát, chia ly, suy giảm thể chất, các vấn đề về sức khỏe, tình bạn, tình người, vân vân. Lúc đó Chúa gọi chúng ta và chúng ta có thể trả lời, dám hay không trả lời như người thanh niên giàu có: lạy Thầy, tôi đã sống đủ các cái giới răn của Chúa rồi từ thuở nhỏ. Nếu chúng ta nói được như thế là cũng là tốt rồi, nhưng chúng ta có dám bước thêm một bước nữa hay không? Từ bỏ của cải vật chất, tìm kiếm gia tài, gia tài trên trời hay không? Được như thế chúng ta mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta làm môn đệ của Chúa để làm cái gì đây? Thưa, để tiến đến trong sự trọn lành. Và chính trong cái cơ sở này mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ghi chép ở trong cái tông huấn Hãy Vui Mừng và Hoan Hỷ, được công bố vào ngày 9 tháng 4 năm 2018. Ngài viết về sự nên thánh, về sự thánh thiện của tất cả mọi người. Ngài viết: có những người nam, người nữ, để mình được Chúa Giêsu chiếu cố. Chúa Giêsu đấng yêu thương họ, và họ đáp lại tùy theo cảm hứng của trái tim họ và tùy theo khả năng họ. Họ tạo thành một đám mây chứng nhân. Họ là những người nào? Đám mây chứng nhân là những người nào? Thưa, là bao gồm mẹ, bà ngoại hay những người thân yêu khác của chúng ta. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi họ là những vị thánh ngay bên chúng ta, hay tầng lớp bậc trung của sự thánh thiện. Thưa anh chị em, đối với chúng ta cũng như đối với anh thanh niên giàu có ngày xưa, các cái con đường dẫn đến sự thánh thiện không thể nào thực hiện nếu chúng ta không đáp ứng lại cái lời kêu gọi của Chúa một cách tích cực. Qua đó, Chúa Giêsu chăm chú nhìn và đem lòng yêu thương. Câu nói này cho đến ngày hôm nay vẫn còn có giá trị của nó. Chúa Giêsu chăm chú nhìn chúng ta, nhìn những ai đến gần Chúa để làm môn đệ của Chúa, để nên trọn lành. Chúng ta hãy lặp lại những cái ước muốn này ở trong tư tưởng chúng ta hằng ngày. Làm môn đệ của Chúa và nên trọn lành. Chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta thực hành dứt khoát, bỏ đi tất cả những quyến luyến của cải vật chất để sẵn sàng theo Chúa. Theo Chúa với một cái tâm hồn thanh thoát. Nhờ đó chúng ta mới có thể chiếm hữu được Chúa và nước của Chúa, làm gia nghiệp đời đời cho mỗi người chúng ta.